Minh Mạch, em thấy cái người mà đang ở tại Đức nói vậy, còn anh Tuyển như vậy, giờ em không biết tin ai. Đây, nhờ anh Mạnh giải thích giùm em cái. À, em có người nhà cần đi và mong muốn được đi, à, thấy anh cũng là idol TikTok, cho nên em tính liên hệ với anh. Cái này là trung thực nha, em không có đùa giỡn gì đâu, mà mong anh trả lời giúp em. Vâng, em xin cảm ơn anh. Dạ, chào anh nha. Và mình cũng đã trả lời nhá. Đấy, thì cũng vào câu chuyện chính luôn. Đó là bạn có dấu E, dấu FC hay là dấu gì đó, nó không quan trọng. Quan trọng bạn sáng được đến đấy rồi, là một. Thứ hai là bạn có giấy tờ hợp lệ ở nước mà bạn muốn sáng ấy. Ví dụ như cụ thể ở đây là bạn muốn sang Đức, thì bạn sáng là quan trọng là bạn phải có giấy tờ hợp lệ ở Đức cả đã. Rồi, xong rồi là thủ tục tiếp theo. Thủ tục tiếp theo là bạn có thể là chuyển đổi bằng. Chuyển đổi bằng thì theo như mình biết thì nó chuyển đổi chỉ có cho chuyển đổi theo cái luật quốc tế, đó là IAA ấy. Là một chạy 192 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thì khi chạy đó thì là đất nước sở tại hầu như luật châu Âu ấy. Thì nó cho tầm 6 tháng đến 1 năm. Đó là cái nó cho chạy, được phép chạy như vậy. Và sau 6 tháng đến 1 năm đấy, tùy từng đất nước nhá. Sau 6 tháng đến 1 năm đấy thì bắt buộc phải thi lại bằng ngôn ngữ tiếng nước sở tại thì bạn mới được phép làm việc với ngành nghề lái xe tải. Đấy như là thó xó như là mình biết được và mình nắm được. Mấu chốt không phải là bạn sang một cái mà bạn lại liền tiếng tăm hay là cái gì nó ấy. Mấu chốt là cần thời gian. Nếu như theo như mình biết được thì nếu mà để mà muốn lại được có một cái công việc thì bạn cần phải trải qua, đó là thời gian, công sức, tiền bạc đấy. Thì nếu mà người nhanh thì để mà lái đồ kéo hay là lái một cái xe tải hạng nặng ấy thì nếu mà nhanh thì phải hơn 1 năm. Còn có những người mà thí mấy năm cũng được ấy. Và hầu có mọi người ở nước ngoài đây rồi, có những người ở đấy cả 10 năm, 15 năm, đôi khi không làm cách nào để mà có một cái bằng xe con, lái xe con đấy, chứ không muốn gì là cái xe xe tải hạng nặng hay là xe đồ kéo hay là xe buýt cái gì cả đấy. Bởi vì người ta suốt ngày người ta nhiều cái công việc, rồi người ta không học được, rồi là người ta tiếng người ta yếu chẳng hạn, hoặc là vì một cái lý do gì hàng nghìn cái lý do đấy. Đó là đấy. Còn là như môi giới nó nói là sang cái là chạy được hay là cái gì đó là không có. À, xin chào mọi người. À, hôm nay tôi xin chia sẻ về đất nước Đức mà tất cả mọi người đều quan tâm. À, Đức là một cái đất nước là ngoại ngữ rất là khó, cho nên là hiện tại tôi đã ký trực tiếp với một ông chủ ở bên Đức, sẽ tuyển lao động ở Việt Nam, độ tuổi là từ 19 đến 45 tuổi. Thì các bạn sẽ sang Romania học nghề, chuyển đổi nghề trong vòng 3 tháng, riêng đối với lái xe thì là 5 tháng.